Trong một trận đấu vô thưởng vô phạt trước Israel, tung ra sân với đội hình lạ lẫm nhưng Tây Ban Nha vẫn quá mạnh so với đối thủ. Tuy nhiên, những cầu thủ như có lần đầu tiên thi đấu cùng nhau của họ bắt đầu bộc lộ sự thiếu gắn kết. Đó là lý do Tây Ban Nha không thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Israel. Phải mãi đến phút 76, Ilara Mendy với một cú sút xa trái phá đã hạ gục hoàn toàn thủ môn Harus, mang về bàn mở tỷ số và cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tây Ban Nha chính thức khép lại vòng loại World Cup với thành tích bất bại, 9 thắng 1 hòa. Tại bảng G, mặc dù chắc chắn đã được đá playoff với tư cách nhì bảng, tuy nhiên Italia hành quân đến sân của Albania với quyết tâm giành một chiến thắng để đảm bảo một vị trí hạt giống khi bốc thăm giành vé vớt. Huấn luyện viên Ventura tung ra sân gần như lực lượng mạnh nhất trong đợt tập trung lần này. Bàn thắng quyết định của trận đấu đến vào phút 73. Antonio Candreva thoải mái đón quả tạt của đồng đội và tung ra cú dứt điểm đầy dứt khoát làm tung nóc lưới của Albania. Đội chủ nhà nỗ lực dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, thế nhưng trước hàng phòng ngự trứ danh của tuyển Ý, họ đành bất lực. Tại bảng D, với thất bại 0-1 trước Ireland, xứ Wales đã xếp thứ 3 vị trí chung cuộc tại bảng D, khu vực châu Âu, và đang ngậm ngùi nhìn Cộng hòa Ireland cùng với Serbia dắt tay nhau đến Nga vào mùa hè năm sau. Ở bảng Y, với việc đội đầu bảng Iceland phải gặp nhược tiểu Kosovo, Ukraine và Croatia hiểu rằng trận đấu giữa họ sẽ quyết định ngôi nhì bảng. 90 phút của trận đấu diễn ra hấp dẫn kịch tính và chỉ được định đoạt bởi sự tỏa sáng của một ngôi sao, Andrej Kramaric. Tiền đạo mang áo số 9 của Croatia đã xuất sắc lập cú đúp trong trận đấu này, đem về chiến thắng quý giá cho đội khách. Đội bóng áo caro đã có đủ số điểm để vượt qua Slovakia, giành vị trí nhì bảng và đó chính thức góp mặt tại vòng playoff. Hãy cứ để đừng nhớ lời về.